Ngọc Lan kính chào quý khán giả Người Việt TV. Bản tin tối nay gồm các tin chính sau đây. Cảnh sát Mỹ bắt thêm nghi can vụ bán visa ở Sài Gòn. Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên kháng cáo. Vườn quốc gia Cát Tiên của Việt Nam không được công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới. Và các nhà hoạt động ở Trung Quốc kêu gọi mặc đồ đen nhân dịp kỷ niệm 24 năm Thiên An Môn. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, cảnh sát Mỹ đã bắt giữ một nghi can gốc Việt liên hệ đến nghi can Michael Sitak, cựu trưởng phòng visa không di trú của lãnh sự quán Mỹ ở Sài Gòn, bán visa du lịch cho người Việt Nam sang Mỹ. Báo Time Union cho hay, nghi can bị bắt tên là Võ Hồng, đã bị bắt từ ngày 8 tháng 5 và đang bị giam giữ tại nhà tù liên bang, không được đóng tiền thế chân để tại ngoại. Bà Võ Hồng, năm nay 27 tuổi, sinh ra tại Mỹ, trưởng thành tại Colorado và đã tốt nghiệp Đại học Denver năm 2008. Luật sư của nghi can Võ Hồng yêu cầu tòa án cho điều trần về trường hợp tại ngoại của thân chủ mình. Trong khi đó, bên nguyên là chính phủ Hoa Kỳ chống lại điều này với lý do nghi can có thể bỏ trốn. Võ Hồng là một trong số 5 nghi can liên quan đến Michael Sitak, 41 tuổi, cựu trưởng phòng visa không di trú của lãnh sự quán Mỹ ở Sài Gòn, bị tình nghi ăn hối lộ để bán visa đi du lịch sang Mỹ cho người Việt Nam, mỗi cái có giá từ 50.000 đến 70.000 đô la. Ông Sitak bị bắt ngày 13 tháng 5 tại miền Nam California. Hồ sơ cho thấy Sitak bị nghi là cùng 5 đồng phạm, trong đó có một giám đốc công ty đa quốc gia tại Việt Nam, có thể đã bán hàng trăm visa du lịch cho người Việt Nam sang Mỹ. Một trong 5 nghi can này là Võ Hồng, em gái của người giám đốc công ty đa quốc gia. 4 trong 5 nghi can của vụ này đều sống tại Việt Nam. Liên quan đến phần tin Việt Nam, thì hai sinh viên Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên vừa gửi đơn cho Tòa án tối cao kháng cáo bản án sơ thẩm mà Tòa án Long An đã tuyên hôm 16 tháng 5 năm 2013. Tại phiên tòa sơ thẩm, cả hai bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước. Tại tòa, Đinh Nguyên Kha tuyên bố anh không chống dân tộc của mình mà chỉ chống đảng Cộng sản. Còn sinh viên Nguyễn Phương Uyên thì tuyên bố cô hành động bởi yêu tổ quốc của mình. Việc kết án cô sẽ khiến những thanh niên khác sẽ sợ hãi, không dám bảo vệ chủ quyền quốc gia. Kết thúc phiên xử, Đinh Nguyên Kha bị phạt 8 năm tù, Nguyễn Phương Uyên bị phạt 6 năm tù. Mỗi người còn bị phạt thêm 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù. Theo tin từ thân nhân của Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên, thì cả hai đã kháng cáo, đòi hủy bản án sơ thẩm chứ không nhận tội và xin giảm hình phạt. Sau khi Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên bị phạt tù, nhiều người Việt Nam đã lên tiếng chỉ trích kịch liệt bản án sơ thẩm. Chính phủ một số quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế cũng đã lên tiếng phản đối bản án này. Thưa quý vị, Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã, viết tắt là WCS, cho hay Vườn Quốc gia Cát Tiên của Việt Nam không được công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới. Tin này dự trù sẽ công bố chính thức tại cuộc họp lần thứ 37 của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra tại Phnom Penh, Cambodia vào tuần lễ từ 16 đến ngày 27 tháng 6. Nước Việt Nam từng hy vọng Vườn Quốc gia Cát Tiên trở thành một địa điểm nổi tiếng của thế giới sau khi được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới và khu ngập nước Rasa. Bà Dương Việt Hồng, người đứng đầu tổ chức truyền thông của WCS, cho rằng Vườn Quốc gia Cát Tiên cần phải được áp dụng nhiều phương pháp bảo vệ, điều hành mạnh mẽ hơn để chống lại các mối đe dọa tàn phá của thủy điện, khai thác đá, du lịch bừa bãi. Vườn Quốc gia Cát Tiên rộng gần 72.000 hecta, kéo dài trên địa phận 3 tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Phước với gần 2.500 loài thú quý và loài thực vật phong phú. Các nhà tranh đấu ở Trung Quốc đang sử dụng các mạng xã hội để kêu gọi dân chúng hãy mặc đồ đen nhân kỷ niệm 24 năm ngày xảy ra vụ quân đội thảm sát các sinh viên biểu tình ở Thiên An Môn đòi dân chủ. Vụ đàn áp xảy ra ngày 4 tháng 6 năm 1989, làm thiệt mạng hàng trăm người hoặc có thể lên đến hàng ngàn người, dù rằng không ai biết chính xác là bao nhiêu vì các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt của chính quyền. Bắc Kinh kêu gọi cuộc biểu tình này là bạo động chống cách mạng, và cái tên Thiên An Môn vẫn còn là một đề tài cấm kỵ tại Trung Quốc. Tuy nhiên, việc sử dụng ngày càng nhiều các mạng xã hội, dù rằng thường xuyên bị kiểm duyệt, khiến nhà cầm quyền Trung Quốc khó kiểm soát tất cả các tin tức về vụ đàn áp ở Thiên An Môn. Vừa rồi là bản tin tối ngày thứ hai. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Ngọc Lan tạm biệt và hẹn gặp lại. Với công nghệ sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn USDA No. 1 Grain Rice của Hoa Kỳ, sản phẩm được trồng trên các vùng đất California đó là gạo Panda. Gạo Panda được bày bán tại các chợ Sài Gòn City Marketplace và khắp các chợ trên nước Mỹ. Đặc biệt, gạo Panda không có hóa chất, rất tốt cho sức khỏe của người lớn và trẻ em, nhất là những người bị cao đường và cao máu. Ưu điểm của gạo Panda là dẻo và thơm, cho dù để cách qua đêm vẫn không bị cứng. Gạo Panda rất là dễ nấu, nếu khô chúng ta thêm nước và nếu nhão chúng ta sẽ bớt nước lại. Thế là sẽ có một bữa ăn gia đình vui vẻ và hạnh phúc. Panda Rice! Yeah! Wow! Panda Rice!